thì ô tô thì là các cái lọc gió điều hòa nó sẽ nằm ở trên cái hộp cốp phụ này. Các bạn có thể tháo cốp phụ ra và đóng lọc gió điều hòa. Và các bạn biết là cái lọc gió điều hòa đối với các xe khác thì cũng dễ thôi, nhưng đối với Kia Morning thì nó lại rất là dễ. Các bạn chỉ mua cái tấm này về thôi, xong lắp vào. Đây các bạn thấy là tôi đang diễn cho các bạn cách thay lọc gió điều hòa, rồi là vệ sinh cái giàn lạnh này. Rất là đơn giản. Các bạn nên nhớ là toàn bộ hệ thống làm mát nó thường nằm ở bên phía phụ, ghế phụ. Các bạn phải tháo được ra cái phần. Đây chính là cái phần thuốc. Các bạn có thể thấy mình nó nằm như này. Chúng ta đã tháo cái phần cốp này ra. Đây. Một số xe thì không cần phải tháo, không nhất thiết phải tháo hẳn. Sau đó các bạn rút ra cái phần lọc gió điều hòa, nó nằm ở phía trên quạt. Các bạn nhớ nó nằm phía trên cái quạt, bởi vì cái quạt sẽ thổi qua cái lọc gió để làm cho không khí của chúng ta sạch. Còn đây chính là cái quạt mà để quạt cho chúng ta. Đây hình nó tròn như này. Tôi đã từng bị thay một cái quạt của con xe Spark Van, thì là cái nguyên nhân là cái quạt nó bị mòn bạc, thì chúng ta chỉ có thay nguyên cụm thôi, cũng rất là dễ. Các bạn có thể đến hãng mua cái quạt này. Và cái quạt này thì các bạn có thể, nếu khi sau một thời gian nó bẩn quá, các bạn có thể tháo cái chốt này ra, rút ra, rửa sạch, vệ sinh cái quạt. Còn cái xe của tôi là còn mới thì các bạn nhìn đây, quạt vẫn còn mới tinh. Và quạt thì các bạn thấy thì nó sẽ lắp như thế này, nó nằm trên dưới, chụp lên trên. Có ba con ốc, các bạn tháo ba con ốc này là các bạn rút được cái quạt ra, một cách rất đơn giản. Chúc các bạn lái xe an toàn. Khi mà điều hòa của các bạn bị hôi thì chúng ta sẽ mua cái dung dịch C300 AC Clean được bán ở trên thị trường và chúng ta xịt thẳng dàn lạnh. Muốn vậy thì các bạn phải tháo được ra quần mới. Thế thì tôi sẽ phải dùng cái xịt này để xịt thẳng cái dàn lạnh. Đối với xe Kia Carrera thì tôi sẽ tháo cái quạt gió ra và sau đó tôi sẽ nằm xuống và luồn bên dưới. Các bạn có thể thấy cái bình xịt này nó có cái vòi rất là dài để chúng ta xịt thẳng một cái dàn lạnh. Nó sẽ xịt ra cái loại bọt như thế này, nó bám vào cái dàn lạnh của mình, sau đó nó sẽ khử khuẩn. Và trên hướng dẫn tôi đọc cho các bạn cái hướng dẫn này: lắp đều bình xịt trước khi dùng, tắt động cơ hệ thống điện trước khi xử lý, thao tác điều hòa xịt thẳng vào dàn lạnh bằng ống kèm theo. Đây cái ống này là ống kèm theo đấy ạ. Sau khi xịt xong được khởi động, không được khởi động động cơ ít nhất là 30 phút. Trong 30 phút này bọt xử lý sẽ biến mất, đưa ra ngoài qua hệ thống nước chảy ngoài của điều hòa, tức là cái hệ thống chạy dưới gầm xe này. Các bạn biết là ở dưới gầm xe của chúng ta thì là khi mà nước làm lạnh ngưng ở trên dàn lạnh thì nó sẽ chảy xuống gầm xe đây. Tôi sẽ chuyển clip cho các bạn xem kỹ. Và đấy, cái thao tác rất là đơn giản. Tuy vậy đối với cái xe này của tôi là khá phức tạp. Một số xe khác thì các bạn chỉ việc đơn giản tháo nắp lẫy ra và xịt thẳng vào cái dàn lạnh thôi. Đấy là một trong những cách mà chúng tôi khử cái mùi hôi của điều hòa. Kính chúc các bạn lái xe an toàn. Biển Xanh.net xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn có thể nhìn thấy là những giọt nước từ dàn lạnh đang chảy xuống. Đây chính là cái phần bọt tuyết mà sau khi vệ sinh xong thì chúng đã được chảy qua đường ống nước thoát ra ngoài.